Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Trạm Tấu. Thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ 2,8 tỷ đồng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái được giao quản lý triển khai 11 dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái vay vốn từ Ngân hàng Thế giới, bao gồm hai hợp phần chính: giảm thiểu ngập lụt và an toàn đô thị, xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị và phát triển giao thông công cộng. Với tổng mức đầu tư trên 1.423 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là gần 888 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 535 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân trên 135 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao năm 2022 là trên 173 tỷ đồng. Công tác đền bù hỗ trợ và tái định cư cũng đang được triển khai đối với các hạng mục, gói thầu về phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đang gặp khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công chậm dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và các sở ngành làm rõ nguyên nhân vướng mắc khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu của dự án. Việc triển khai điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh thiết kế cơ sở và bản vẽ công tác giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo tiến độ, mặt bằng bàn giao còn rải rác gây khó khăn cho thi công, nhất là các hạng mục thi công các khu tái định cư của từng gói thầu. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng tiến độ triển khai các gói thầu của dự án còn chậm, chưa đạt yêu cầu, chủ yếu do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, năng lực thi công của các nhà thầu, công tác phối hợp dự án có nhiều hợp phần phức tạp. Theo đó, yêu cầu giao chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng, tiến hành cưỡng chế đối với những trường hợp vi phạm không chấp hành, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở chuyên ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, nhất là liên quan đến cơ chế, thủ tục hành chính để nhà thầu có mặt bằng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần nâng cao năng lực điều hành, phân công phân nhiệm, theo dõi từng gói thầu, quản lý chất lượng, chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Những nhà thầu không đủ năng lực cần thay thế nhà thầu khác, đồng thời tập trung giải ngân nguồn vốn để thi công các dự án đảm bảo thời gian. Ngày 13 tháng 6 năm 2022, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã giám sát chuyên đề tại huyện Trạm Tấu về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, việc bố trí sử dụng cán bộ công chức được huyện Trạm Tấu triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, khách quan, không có xã thị trấn bố trí vượt quá số lượng biên chế được giao. Việc bố trí người không chuyên trách cấp xã thị trấn, thôn tổ dân phố đảm bảo theo quy định. Hiện huyện Trạm Tấu có 349 người hoạt động không chuyên trách, trong đó cấp xã 84 người, thôn tổ dân phố 265 người. Chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn tổ dân phố được huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Các chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện được thực hiện theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương huyện Trạm Tấu trong triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ. Huyện đã thực hiện tốt các quy trình công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ cấp xã, thị trấn, công tác điều động, luân chuyển cán bộ và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người không chuyên trách được đảm bảo theo đúng quy định, không có khiếu kiện. Tuy nhiên vẫn còn một số ít cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn theo quy định. Việc quản lý hồ sơ cán bộ và bổ sung hồ sơ cán bộ hàng năm chưa đảm bảo. Việc bố trí cán bộ ở một số vị trí chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo. Trên cơ sở đó, đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng dân tỉnh đề nghị huyện Trạm Tấu cần tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ, rà soát, làm tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng vị trí chuyên môn đào tạo. Phòng Tài chính kế hoạch cần kiểm tra việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, người không chuyên trách,
nhất là chế độ bồi dưỡng thêm cho người không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố. Cũng trong dịp này, đoàn giám sát Hội đồng dân tỉnh đã giám sát việc thực hiện chỉ thị số 19 của tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân các cấp. Nghị quyết số 76 của Hội đồng dân tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, đoàn giám sát Hội đồng dân tỉnh đã giám sát tại hai xã Hát Lưu và Trạm Tấu về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ tối ngày 13 đến rạng sáng ngày 14 tháng 6 đã làm sạt lở đất, hỏng cầu dân sinh và sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện Lục Yên. Trước thực trạng này, lãnh đạo huyện đã tiến hành kiểm tra và chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp khắc phục sớm, ổn định cuộc sống và sản xuất cho nhân dân. Theo số liệu thống kê, mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương vào công trình vệ sinh của một hộ dân ở xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên. Khoảng 2.000 m2 lúa lai đã gặt xong tại xã Động Quan bị nước cuốn trôi. Ngập khoảng 10 hectare lúa trồi, khoảng 4 hectare ngô tại xã Tô Mậu. Mưa lớn cũng gây sạt lở đường liên thôn thuộc thôn Ao Sen Lũng, xã Tân Lập, khối lượng đất khoảng 100 mét khối. Tại xã An Lạc, sạt lở hai bên mố cầu tuyến đường Nà Bốc, thôn Cửa Hốc, trôi một cầu tạm làm bằng gỗ tại thôn Làng Đung, sạt lở mố cầu cứng, đường sang cụm dân cư tại thôn Làng Trã, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Kiểm tra tại các địa phương bị ảnh hưởng, lãnh đạo huyện Lục Yên đã ghi nhận sự nỗ lực sát sao của cấp ủy chính quyền các xã trong việc chủ động phương án phòng chống lụt bão, có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, nhờ vậy đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Đồng thời đề nghị các xã thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình ảnh hưởng của mưa bão về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Tuyên truyền bà con nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa đã chín để đảm bảo năng suất, chất lượng, chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với mưa bão nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản và đời sống của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 và thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp phát triển. Theo đó, thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ trên 2,8 tỷ đồng cho 133 cơ sở, đồng thời chỉ đạo triển khai tuyên truyền các chính sách, tập huấn, tư vấn, hướng dẫn cho các cơ sở tham gia thực hiện. Đến nay, tổng đàn gia súc chính trên địa bàn đạt trên 60.300 con, bằng 95,7% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 5 tháng đạt gần 2.000 tấn, bằng 44% kế hoạch, tăng 51,6% so cùng kỳ. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, triển khai tiêm phòng vaccine định kỳ phòng chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn. Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu giảm 4,38% hộ nghèo, tương đương giảm 1.326 hộ nghèo trở lên. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã triển khai kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn với các giải pháp cụ thể để hỗ trợ các hộ thoát nghèo. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình, các cơ quan đơn vị trong huyện đã đăng ký thực hiện 65 công trình phần việc, ra quân hỗ trợ giúp đỡ các hộ giảm nghèo. Đến nay, 100% hộ nghèo đã được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện các giải pháp thoát nghèo. Gần 50% hộ nghèo được giúp đỡ dưới nhiều hình thức, như hỗ trợ cây con giống, máy nông cụ, xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu, mô hình 60, 6 sạch, vệ sinh nhà cửa, lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, xóa nhà rột nát. Những hoạt động cụ thể thiết thực của các cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã động viên chia sẻ giúp các hộ nghèo có động lực vươn lên thoát nghèo. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án luật cảnh sát cơ động với 454 trên 474 đại biểu tán thành, chiếm 91,16% tổng số đại biểu. Luật cảnh sát cơ động được thông qua gồm 5 chương 33 điều, trong đó quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động, điều kiện bảo đảm và chế độ chính sách đối với cảnh sát cơ động như là kinh phí, cơ sở vật chất, ưu tiên đầu tư trang bị hiện đại, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ cho các hoạt động của cảnh sát cơ động,
quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với cảnh sát cơ động. Luật quy định cụ thể 7 quyền hạn của cảnh sát cơ động, trong đó kế thừa 5 quy định về quyền hạn tại pháp lệnh cảnh sát cơ động, bổ sung thêm 2 quyền hạn. Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Vừa qua, Group IB, nhà cung cấp giải pháp an toàn thông tin mạng toàn cầu cho biết, vừa phát hiện một chiến dịch tấn công lừa đảo quy mô lớn mạo danh 27 tổ chức tài chính lớn của Việt Nam. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, đã có ít nhất 7.800 người dùng có nguy cơ trở thành nạn nhân khi truy cập vào 44 trên 240 trang web giả mạo này. Chiến dịch lừa đảo này sử dụng tin nhắn giả mạo và thậm chí cả bình luận trên các trang Facebook của các công ty dịch vụ tài chính hợp pháp của Việt Nam để lôi kéo nạn nhân vào các trang lừa đảo. Các tin nhắn lừa đảo được ngụy trang giống như các thông tin chính thức đến từ các ngân hàng, sàn giao dịch hoặc là công ty thương mại điện tử. Khi nhấp vào các liên kết đó, nạn nhân sẽ được chuyển tiếp đến website giả mạo có logo của 27 ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín để đăng ký và sẽ bị đánh cắp thông tin đăng nhập. Tội phạm mạng có thể toàn quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của người dùng. Bộ Công Thương cho biết ngày 13 tháng 6 năm 2022, Liên minh châu EU đã thông báo sửa đổi quy định mới về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào EU và có hiệu lực từ ngày 3 tháng 7 năm 2022. Lần sửa đổi này của EU đem đến tin mừng cho hàng loạt doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam khi chính thức đưa các loại bún, miến, phở ra khỏi danh mục bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, EU tiếp tục duy trì việc yêu cầu bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm với các lô hàng mì ăn liền có nguồn gốc từ Việt Nam trong thành phần có chứa gia vị và một số nguyên liệu phụ gia khác và quả thanh long với lý do là quả thanh long vẫn còn nguy cơ cao an toàn thực phẩm và tần suất các lô hàng bị cảnh cáo chưa có nhiều tiến bộ. Các nhóm rau gia vị vẫn bị duy trì tần suất kiểm tra tại biên giới EU là 50%. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây bằng thủ đoạn mời gọi sang Campuchia làm việc với mức lương cao, không tốn chi phí, nhiều nạn nhân đã sập bẫy. Những nạn nhân bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch rồi bán vào các khu sòng bạc, bị đánh đập, sau đó buộc gia đình phải dùng tiền chuộc gửi về. Những công việc được nói là nhẹ nhàng, lương cao đều là những việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng như là soạn thảo, gửi, phát tán tin nhắn trên mạng xã hội và tư vấn dụ dỗ về vay tiền trực tuyến, đánh bạc, chơi game qua mạng nhằm vào người Việt Nam. Để có thể đem con trở về Việt Nam, nhiều gia đình đã phải vay nợ hàng trăm triệu đồng. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến đất đá sạt lở tại mỏ vàng Bắc Lạng ở xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn làm một người chết, một người mất tích. Vụ việc xảy ra tại điểm khai thác lò băng tầng 0 thuộc thân quặng số 5, hầm số 32 mỏ vàng Bắc Lạng, huyện Ngân Sơn. Theo lãnh đạo huyện Ngân Sơn, do địa hình phức tạp, vị trí sạt lở ở trong hang sâu nên đến sáng nay chưa thể tìm kiếm được nạn nhân. Còn theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nguyên nhân vụ việc là do khoan trúng mìn, câm gây nổ. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ mỏ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp tìm kiếm người mất tích, đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương và lực lượng chức năng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn diễn ra từ chiều qua đến sáng nay đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Người dân nỗ lực tìm giải pháp khắc phục hậu quả do ngập lụt. Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn khiến một số tuyến đường trong thành phố Điện Biên Phủ bị ngập nặng, đặc biệt tại phường Nong Bua, nhiều tuyến đường hóa sông sâu sau mưa lớn. Còn tại tỉnh Lào Cai thì mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nhà dân, ách tắc giao thông tại các huyện Simacai, Bảo Thắng, Văn Bàn và thành phố Lào Cai. Đã có 23 ngôi nhà bị sạt đất và ngập lụt. Tại nhiều tuyến giao thông của huyện Văn Bàn như là tỉnh lộ 151 đoạn qua xã Sơn Thủy, tỉnh lộ 151B đoạn qua xã Nậm Dạng, quốc lộ 279 đoạn qua xã Minh Lương, huyện Văn Bàn bị sạt lở nhiều điểm, các phương tiện cơ giới không thể lưu thông được. Quý vị và các bạn thân mến, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, xem xét thông qua 5 dự án luật và cho ý kiến 6 dự án luật khác. Trong đó, nhiều dự luật đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Tại tỉnh Yên Bái, người dân rất đồng tình với những dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận, phản ánh của phóng viên thời sự. Dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình hiện đang được nhiều người dân quan tâm bởi quá trình soạn thảo dự án luật, lấy ý kiến tại các cuộc họp, thậm chí tại nghị trường của Quốc hội tại kỳ họp này. Các vấn đề mà nhiều đại biểu Quốc hội đóng góp phản ánh từ các ý kiến của người dân sẽ góp phần hoàn thiện luật để khi đưa vào thực thi sẽ giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình đang diễn ra tại nhiều địa phương. Đối với cái luật gia đình sửa đổi rất là gần gũi với nhân dân. Ví dụ như là tôi theo dõi thì tôi thấy là ví dụ sửa đổi là nữ mà
bạo hành cũng bị pháp luật xử lý, và những cái luật về bắt vợ của các dân tộc vùng cao đấy, tôi cũng nghĩ cũng rất là gần gũi với nhân dân và rất là hợp lý, bởi vì nó vi phạm vào quyền con người và quyền của phụ nữ. Thế tôi rất là tán thành với những cái sửa đổi của pháp luật, và tôi thấy tôi cũng mong muốn là luật sớm được đưa vào thực hiện để tạo nên sự công bằng giữa nam và nữ và chấm dứt những bạo hành gia đình. Đối với dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, được xây dựng theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, thông qua việc quy định các giải pháp về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người dân, đồng thời tăng cường hiệu quả, kỷ cương của công tác quản lý nhà nước về hoạt động này. Đây là vấn đề mà người dân Yên Bái đang rất quan tâm, bởi khi luật đi vào cuộc sống, sẽ giải quyết được những vướng mắc, bất cập, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn mà chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết, trong đó có quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn tài chính cho lĩnh vực này, hay quy định liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, thủ tục cấp phép khám chữa bệnh nhân đạo hiện tại đã không còn phù hợp. Quốc hội họp để thảo về các điều luật thì tôi thấy tâm đắc nhất là cái dự luật về khám chữa bệnh đấy, của cái các cái cơ sở y tế của cá nhân tư nhân cũng như là của nhà nước, thì bây giờ nó cũng đã được cái là người dân tôi là đều được hưởng lợi. Là tất cả những cái mà yêu cầu, những cái cần thiết của nhà nước mà cung cấp cái thuốc cho chúng tôi ấy, thì như là ở tư nhân người ta cũng có để cung cấp cái dịch vụ đó. Tôi thấy là rất là tốt, chúng tôi là thuận lợi rất là nhiều. Tôi cũng rất là mong muốn là cái dự thảo này sớm đưa vào cuộc sống thì chúng tôi được hưởng lợi từ những cái luật khám chữa bệnh. Không chỉ dự án luật phòng chống bạo lực gia đình, dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, mà các dự án luật khác như dự án luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dự án luật đất đai sửa đổi cũng đang được nhiều người dân quan tâm. Những dự án luật này đều là những vấn đề sát với thực tế cuộc sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, do địa bàn rộng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Bình cũng gặp nhiều trở ngại. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Bình xác định đó là đổi mới quy trình làm việc theo hướng tinh giản, hiện đại, lấy sự hài lòng thuận lợi của người dân và doanh nghiệp là thước đo cho chất lượng phục vụ của các đơn vị hành chính. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình 20 tháng 6 năm 2022, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Tranh thủ thời gian cuối giờ sáng, ông Nguyễn Ngọc Ánh ở tổ dân phố 8 thị trấn Yên Bình tới bộ phận phục vụ hành chính công của huyện để làm thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai của gia đình. Mặc dù đã cuối giờ làm việc, nhưng ông Ánh vẫn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Bình, và chỉ sau khoảng 10 phút, những yêu cầu của ông đã được tiếp nhận và giải quyết. So với trước kia, ông Ánh nhận thấy đã có nhiều thay đổi rõ rệt trong cung cách phục vụ người dân. Trước kia thì tôi đi lên tôi giao dịch gặp rất nhiều khó khăn, đi qua rất nhiều cửa. Nhưng từ ngày có cái bộ phận hành chính công này nên công việc thuận lợi rất là nhiều. Giải quyết được công việc nó nhanh, gọn, thời gian tiết kiệm được cả thời gian và tiết kiệm được cả trong cái quá trình làm việc nhanh gọn và thuận lợi. Các thủ tục đất đai bây giờ nó đơn giản hóa đi rất nhiều. Sớm được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019, bộ phận phục vụ hành chính công của huyện Yên Bình là đầu mối tập trung giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện, giảm bớt chi phí thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Từ khi đi vào hoạt động, đến nay trung bình mỗi năm bộ phận hành chính công đã tiếp nhận và giải quyết trên 30.000 hồ sơ. Trong đó tỷ lệ giải quyết xong trước và đúng hạn chiếm tới 99%. Ở mỗi lĩnh vực chuyên môn lại có công chức tiếp nhận hồ sơ thay vì công chức thuộc bộ phận một cửa cùng một lúc tiếp nhận nhiều lĩnh vực, nên hồ sơ ngay từ đầu đã được hướng dẫn, giám sát một cách chặt chẽ, đúng quy định, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho người dân. Thứ nhất là đối với lại đội ngũ cán bộ trực và làm việc tại một cửa ấy, và nghiêm túc chấp hành giờ giấc làm việc. Đấy. Thứ hai là nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến tham gia giải quyết hành chính. Ví dụ như gặp những trường hợp nào mà người dân chưa hiểu, chưa rõ thì là phải hướng dẫn cụ thể, sát sao và giúp người dân hiểu
để khi mà quay về với lại cơ sở là có thể thực hiện được các bước tại cơ sở và đến đây để tiếp nhận và hoàn thành tốt cái thủ tục mình mong muốn. Thứ ba thì để nâng cao cái cải cách hành chính thì trong thời gian qua thì bộ phận chúng tôi cũng đã công khai các cái thủ tục hành chính và đặc biệt là lập ra một cái account Zalo trên nền tảng chuyển đổi số. Thông qua cái account đấy thì có thể là tiếp nhận những cái ý kiến của người dân hoặc là những câu hỏi của người dân về các bộ thủ tục hành chính. Song song với việc xây dựng và vận hành bộ phận phục vụ hành chính công của huyện, tại các xã thị trấn, những nội dung liên quan đến việc cải cách thủ tục hành chính cũng được cụ thể hóa và niêm yết công khai để người dân được biết và có thể tra cứu nhanh chóng. Bên cạnh đó, nguyên tắc 4 xin 4 luôn gồm xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ khi tiếp xúc với nhân dân được các địa phương đặc biệt quan tâm. Để phục vụ nhân dân thì chúng tôi đã xây dựng cái quy trình làm việc tất cả đều theo một quy trình. Khi tiếp nhận hồ sơ thì là hướng dẫn cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Những hồ sơ mà khó khăn ấy, thì chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết, đảm bảo cho nó đúng thời gian, này quy định và nhanh chóng và thuận tiện cho người dân. Việc thay đổi thái độ phục vụ nhân dân một cách tận tình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy chính quyền huyện Yên Bình. Những chủ trương chính sách mới của Đảng, Chính phủ và của tỉnh Yên Bái liên tục được cập nhật và triển khai nhanh chóng xuống tận địa bàn. Những đổi thay quyết liệt và tích cực trong hệ thống hành chính công của huyện không chỉ mang lại sự hài lòng cho người dân nơi đây mà còn đem tới niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Hôm nay tôi đi làm cái giấy gọi là chứng nhận nhân thân để làm cái thủ tục đất cát cho gia đình. Là tôi đến đây thì cũng thấy tất cả mọi sự là giải quyết rất nhanh chóng và tôi đã làm xong rồi. Thế này. Thế thôi chứ chị em rồi là cán bộ đây người ta cũng giúp đỡ tận tình để làm cái việc cho gia đình là đã xong. Với mong muốn việc cải cách hành chính phải thực chất, hiệu quả và đi vào đời sống của nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã chủ động đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó, huyện còn tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, kịp thời cập nhật công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động nắm bắt và theo dõi. Tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương. Từ đó thì có các cái giải pháp cụ thể, linh hoạt để tổ chức triển khai thực hiện. Duy trì và tăng cường công tác chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính thống nhất đồng bộ từ huyện đến cơ sở, trên cơ sở phát huy cái vai trò và trách nhiệm cùng với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ công chức viên chức và người được giao làm các thủ tục hành chính để thực hiện các cái nhiệm vụ này, và trên cơ sở là xác định đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên hàng đầu là điều kiện quan trọng để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và lấy kết quả sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện cái nhiệm vụ hàng năm đối với các cơ quan đơn vị địa phương và người đứng đầu. Thứ ba là rà soát các thủ tục hành chính, trên cơ sở đó là thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được ban hành, đồng thời đề xuất các cấp có thẩm quyền rà soát điều chỉnh các cái thủ tục hành chính chưa phù hợp với thực tiễn để có thể là đáp ứng cái nhu cầu tốt hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bình tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó lấy yếu tố con người là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách gắn với sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp. Do vậy, để có thể tăng tốc triệt để và đồng bộ hơn nữa trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thì những cách làm đổi mới sáng tạo và thực chất đang tiếp tục được địa phương phát huy và nhân rộng. Với những cách làm sáng tạo, Yên Bình sẽ luôn là điểm đến thu hút của những nhà đầu tư trong và ngoài nước trong tương lai. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 diễn ra từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022 với hai giai đoạn. Tại Đại hội Thể dục Thể thao lần này, 21 đoàn vận động viên đến từ 9 huyện thị xã thành phố và 12 ngành của tỉnh sẽ tranh tài ở 110 bộ huy chương với 13 môn thi đấu chính thức và 2 môn thi đấu biểu diễn. Kết thúc giai đoạn 1 từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 21 tháng 5 đã có 10 môn thi đấu được tổ chức, bao gồm bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, quần vợt, võ vô vi nam, võ karate. Giai đoạn 2 của đại hội sẽ
sẽ diễn ra ngay sau lễ khai mạc với 3 môn thi đấu là cầu lông, bóng bàn, điền kinh và 2 môn thể thao dân tộc biểu diễn là đánh quay và tung còn. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái